Đây là một thuê bao cách tủ hộp cáp hơn 3 km mọi người nhá. Hơn 3 km. Đường đi vào trong này cũng khá là khó khăn. Hôm nay trời nắng nó đi mới dễ như này. Đây là một video mà rất nhiều anh em mong muốn tìm hiểu đây này. Vào cách tủ hộp cáp rất là xa. Đối với cái thuê bao xa như này thì anh em có hai phương án thi công nhé. Thứ nhất là nếu mà cái khu vực của nhà mình mà có nhiều hộ dân ấy, thì anh em đề xuất với lại giám đốc huyện là triển khai. Anh em đề xuất là triển khai tủ nhựa, yêu cầu phải đạt tối đa về 50%, tức là phải ít nhất phải có 4 nhà, bởi vì một cái tủ nhựa là nó có 8 cổng. Hiệu suất là 50%. Đấy. Cái thứ hai nữa là anh em có thể tự mua dây để thi công. Và anh em phải ký biên bản với lại anh em kỹ thuật về cái vấn đề bảo hành bảo trì, bởi vì anh em chúng tôi là không hỗ trợ những cái thuê bao xa như này. Nó giống như kiểu anh em thuê IT ấy. Thuê IT ví dụ như có sự cố các kiểu là anh em chúng tôi hỗ trợ dịch vụ. Nó giống như kiểu bây giờ Viettel nó ra cái mảng là hỗ trợ dịch vụ đấy. Anh em chúng tôi cũng sẽ xử lý như vậy để nó dễ hơn. Vì cái này là yêu cầu của khách hàng. Và theo cái quy định thì anh em chúng tôi chỉ xử lý khoảng 700m thôi. 700m. Ngoài 700m thì anh em chúng tôi được phép từ chối triển khai. Ở thuê bao này khá là xa. Còn đường đi nó rất là khó này. Đấy, và khách hàng ở đây thì khách hàng cũng như vậy nhá. Cũng phải tự tăng cường công tác bảo vệ tuần tra tuyến cáp của khách hàng. Có sự cố nào thì anh em chúng tôi hỗ trợ dịch vụ. Đấy, có hai phương án cho anh em triển khai như vậy. Anh em có thể lựa chọn hai phương án đấy. Đối với phương án thứ nhất về cái đề xuất giám đốc huyện ấy thì phải đạt tối đa hộ dân anh em nhá, thì chúng tôi anh em chúng tôi mới thực hiện triển khai. Và nếu mà không đạt thì anh em chúng tôi cũng quyền từ chối. Đường này nó hơi khó đi một tí. Nào lên. Lên 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 lên. Hôm nay thì thật ra cái thuê bao này ấy, thuê bao 3 km như này này là khách hàng tự chém vào dây, chứ không phải lỗi ở gì cả, mà khách hàng đi phát cỏ, khách hàng làm đứt dây đấy, bị từ hôm qua rồi nhưng hôm nay mới vào được. Được hơn nửa rồi nhá. Hôm nay con gấu này lại hết pin cho nên là phải quay cho anh em bằng điện thoại. Những cái thuê bao này thì thật ra quay để cho chia sẻ cho một số anh em, những anh em nào xa ấy, có cái cơ hội để có thể lắp đặt được dịch vụ. Nói thật với anh em, ở trong cái khu này nó không có sóng điện thoại đâu, gọi điện là tịt tịt luôn, vào trong này là tịt luôn rồi, gọi điện là thuê bao rồi. Đấy, đây mọi người. Đằng này là cái đường kéo đi này. Đấy. Đây đây, cột điện đây này. Cột
cột điện đây là đợt trước còn chưa có cơ, mãi sau này mới trồng. Đấy, phải 33 km đấy. Nếu thuê bao keo xa này anh em nên sử dụng cáp to nhé. Đây thuê bao này hơn 1 năm, bây giờ mới bị sự cố lần đầu tiên này, là tự khách hàng, tự khách hàng làm đứt chứ không phải là bị lỗi gì cả. Ở trong này là một công ty về chuyên về dự án của rừng, hơn 100 hecta anh em ạ, hơn 100 hecta. Vào đây thì gà ăn ngon lắm. Đợt đi triển khai thì khách hàng thịt con ăn nó sướng đời thật. Đây đây, đây là anh em khách hàng phát bụi cây kiếp này này, làm đứt đây này, chưa thấy đâu. Đây, dây chạy trên này này, đó, đó, đấy. Chưa biết bị điểm nào. Đây rồi, đây khách hàng chơi đứt luôn dây này. À chà, đây ở cái khu này có mỗi một cái công ty ở trong thôi. Tí nữa em sử dụng diệp quang để nối nhé. Ui giời, đây, đây, cán bộ chơi đứt luôn ở đây. Ui, chơi mất 2 đoạn luôn anh em ạ. Kinh quá. Không đủ dây mà kéo chứ. Trước thì dây chủ yếu là chọc đi theo cái đường dây điện này. Không biết có nối đủ không nữa. Đoạn này chắc là không đủ rồi anh ạ. Không đủ để nối rồi. Ở đây trong này là không có cột, toàn vắt đi theo cái đường này thôi. Trên mấy cái cây ngọn cỏ này. Đấy. Đấy.
có cột nhưng cột bẹp tí như mắt muỗi này. Không tới rồi anh em. Gần tới. À chà. À vừa. Vừa nối được anh em. Được đấy. Hơi căng dây một tí. Tí chạy trong vào trong này để thả ra một đoạn nữa là được. Ở đây cũng đủ nối nhưng mà để nó lên cái cột trên kia thì không đủ. Cũng căng được vào nhưng mà nó hơi căng mọi người nhé. Cũng căng được đây vào đây nhưng mà nó hơi căng dây hay sao. À buộc được. Tại sao nó cái độ võng như này? Bởi vì đợt trước thì chủ yếu là đi lên men theo cái đường men theo cái đường dây điện ở đây này, thì nó không thể mà căng dây được. Cho nên khi ở cái đoạn vừa rồi là nó mất khoảng độ tầm 20 phân thì dồn từ đây về là vẫn đủ. Còn bình thường như mấy cái cột 04 mà anh em chốt cáp ấy thì nó không bị trùng dây như này. Mất khoảng độ tầm 20 phân thì ít nhất anh em phải thả một cột. Phải thả đây là cái diệp quang mới anh em. Bấm cái diệp quang này thì nó lại không có ấy cơ, nó không giống như cái diệp đợt trước. Diệp này thì thấy nó làm đơn giản lắm, nó bấm thấy khó hơn. Bây giờ nhiễm điện này nhá. Ây à, dây này nhiễm điện. Phía bên này nhiễm, phía về nhà khách hàng nhiễm điện này. Đoạn này thì không có. Ở đây trên này nó có hướng dẫn đây anh em. Đấy, cắt tầm nào đây. Nhà anh em để dài ra một chút nhé. Dài ra một chút thôi, không cần phải dài quá. Dài quá nó lại khó bấm vào. Trên này nó có cái thang đo này, anh em sử dụng đây thang đo này mà. Anh em đặt cái thang đo vào đây xong thực hiện tuốt sợi quang.
À thật. Ở trong cái dịp này thì họ cấp cho anh em là hai cái giấy lau lau sợi quang. Đấy, anh em lau qua đây này. Nếu mà anh em có cồn nữa thì càng tốt. Cái đầu cắt này thì nó cũng tương tự như cái bấm FC thôi. Cắt bị toang rồi sao? Ngắn ngắn thôi, ngắn hơn đoạn này. Cay nhỉ. Dài hơn tí là được anh em ạ, để cho nó cái độ kênh của cái dẹp nó kênh lên. Em thấy cái loại dẹp này nó khá là bấm khá là khó. Nó không ăn bằng cái dẹp đợt trước. Dẹp đợt trước nó làm nó dễ hơn. Đấy, kể cả cho sợi quang vào nó cũng rất khó nhé. Đấy, nó lại cánh mẹ lên đầu. Này gãy lắm, cái loại loại dẹp này.